Hello, xin chào mọi người đã quay lại với kênh Tấn Tôn em ạ. Hôm nay em có lên gồm 29 mã dao. Thì mã lần này mình lên là mã R nha anh em. Dao lần này mình lên là dao chủ yếu là dao thủ công ha, thép xanh, thép trắng với mấy cái lưỡi dao. Thì anh em chọn mã nào thì ví dụ giống như chọn mã này đi, giả sử giống như chọn mã này. Anh em nhắn tin qua tin nhắn đó, gửi địa chỉ qua số điện thoại này 0338 355 998 nha. Dao thì mình đã mài bén hết rồi, thì mình cái nào mà chưa mài á, thì có một số cây mình chưa mài á thì mình sẽ mài lại để gửi anh em sau nha. Đây, R1 650.000, cây này thép xanh, lưỡi dài 15,2, bản là 4.1 4.7 nha. Cái này thép 3 lớp. À, 3 lớp. Lõi là lõi thép xanh ha. Cái này còn zin nguyên bản nó này, nước ram rin vẫn còn ha. Hai bên ha. Con này tách vân 3 lớp ra rồi này. Cán nó đây anh em. Xem cán này. Tình trạng thì còn rất là tương đối đẹp ha. Lưỡi dài 16.5, bản là 4.7. Mình bán 6.5 nha. Còn là thép xanh. Cái này thì cây xanh thuộc cư. Độ dày ở trong này 4 ly, ra ngoài thì còn 1 ly ha. Một cây đề ba. Đề ba này của hãng Takuchi anh em. Takuchi, hãng rất là nổi tiếng nha. Con này thì khâu sừng. Đó, cán khâu sừng nha. Cán gỗ khâu sừng. Mặt sau nó đây nè. Mặt sau còn đẹp ha. Khâu sừng nè. Cán nè nè. Ở đây có chữ luôn ha. Con này lưỡi dài 16.5, bản là 5 cm ha. Con này mình bán 8.5 nghìn. Hãng Takuchi, thép đặc biệt ha. Ở dưới nó có ghi gì. Đây là một cây Susato. Đây hãng đây anh em ha. Hãng nó đây nè. Hãng nó đây. Con này sử dụng thép xanh số 1. Con này là vẫn còn xài nước ram rin của nó nha. Đó. Nó hơi ám đây, mình chưa đánh luôn. Đánh sợ mất rin nó đi. Này anh em về bôi dầu là xài là tự nó bung ra thôi. Xài mấy bữa là nó bung ra. Hoặc là mình mài lại cũng được ha. Anh em thích mình mài thì nếu mà mua thì thích mình mài thì mình mài lại cái cây này ha. Cây này lưỡi dài 17. Lưỡi dài 16.3, bản là 4.7 nha. Cây này 7.5. Thép xanh số 1 ha. Xanh số 1. Cây này cũng cây Santoku mà nó like Yuto ha, cái dáng này giống Yuto. Nhưng cái đầu nó này, cái đầu này do hơi nhọn này. Nhưng cái dáng thì nó hơi quặp xuống. Thì nó like. Mình kêu Santoku cũng được mà mình kêu Yuto cũng được. Thường thường Yuto thì cái lưỡi nó hơi nhọn hơn xíu nữa. Đây này thủ công nha, nó đập búa cho rồi này. Ở trong này dày ngoài mỏng ha. Cây đó 750.000 nha anh em. Cây này R4 này. R4 là một cây Yanagiba siêu mini nha. Cây này mini. Cây này không biết làm cá nhỏ cỡ nào. Cây này của hãng Masahide nha anh em. Khâu sừng. Cán gỗ khâu sừng. Sừng vàng luôn. Nhưng mà có khuyết điểm là ở đây ngay cái cán này bị dán gặm xíu ha. Tình trạng nó còn rất là đẹp. 300k. Lưỡi dài 15 à 14.5. À 11.5 chứ, bản là 2.3. Rất là nhỏ, siêu mini luôn. Con này chắc thép nó sử dụng chắc thép cũng ngon. Rồi cái cán mà chưa đóng ra luôn. Cái này của Mizuno. Mizuno thép Thụy Điển nha. Thép Thụy Điển không rỉ. Còn rất là đẹp rin luôn. Đó, cái bản nó còn rất là lớn, chưa mòn ha, chưa hao cái bản này này.
Con này thì ngay cái nắp gần gần cái cán á, thì nó hơi hơi xấu xíu nha. Nó hơi bị rỗ rỗ xíu à, nhưng mà cái thời điểm không rỉ này xài rất là ngon. Con này thì cán gỗ ba chốt này. Cán màu đen ha, màu đen. Trạng con rất là đẹp, cán này còn rất là đẹp, chưa hở chưa bung keo gì luôn. Thường thường mấy con này hay bị bung keo ngay cái cán này lắm. Con này mình bán 600k nha, lưỡi dao 17,9, bản là 4.5. Rồi một cây Tupe Guara gì đây. Cái này thì đặc biệt là Damascus 37 lớp nha. À, 37 lớp mà đây Japan này. Thế thì điện không rỉ ha. Cái này thì ngày mai mình làm lại nha. Cái này tại vội quá mình lên vậy luôn, mình chưa làm lại cho nó đẹp tí ha. Con đẹp mà, con này còn đẹp, mình chưa làm. Con này thì cái cán bằng inox nó xoắn ha, nó chống tuột tay á. Lưỡi dao 16,7, bản là 4.5. Ai lấy con này mình làm lại ha, 700k. Rồi cái này cái Nakiri, này thì để mình xịt. Cái này thì nó không rỉ nhưng mà do cái tay mình bám vô á, hơi hay bị dơ lắm. Tại cái tay mình nó có mồ hôi nha anh em. Cái tay mình mà cứ rờ lên lưỡi á là nó ưa bị rỉ lắm, nó rỉ vàng vàng như này là do mồ hôi nên cái tay mình á. Nó có mồ hôi nên tay mình có chất muối. Đây cái lưỡi này, đây cái chữ này đây ha. Hãng này. Con này cũng thủ công ha. Ở trong này dày, ngoài này mỏng. Con này đặc biệt là ốp không rỉ nha, ốp này không rỉ, còn lõi thì không biết xanh trắng hay là thụy điển gì đó không biết. Nhìn thủ công này xài rất là ngon, tại vì cái ốp này ốp không rỉ này. Cái lưỡi này 250.000 nha, lưỡi dài 16,2, bản là 4.6. Rồi đây có mấy cái cán này, mình giới thiệu mấy cái cán luôn anh em. Cán 50.000 này, cán 50.000 cái ha, cán gỗ bắt giá. Cán này thì nó làm giống như mấy cái cán Takeda y chang luôn. Cán khâu gỗ này, khâu gỗ này. Khoan lỗ rồi nha. Cán này 50.000 một cái, anh em nào thích về ta cán này. Đấy. Rồi một cái lưỡi này cái lưỡi ốp không rỉ này. Ốp không rỉ ha. Con này rất là ngon đây, có không rỉ. Cái lõi nó thì ở đây nó làm rất là dày nha, ở đây 4 ly lần đó, 3 ly rưỡi 4 ly lần, ngoài này còn ly thôi này. Cái lưỡi này mình bán 3,5 nè, lưỡi này siêu ngon, bản còn lớn. Mặt sau nó này chưa rỗ chưa rỉ gì hết nè. Con này rất là bén. Rồi một cái lưỡi đây. Cái lưỡi này vân búa nha anh em, vân búa rèn thủ công nha. Đây, cái lõi nó này này. Cái này nó sử dụng chắc thép xanh thôi. Tại vì mình có bán mấy cái lưỡi như cái hãng này này. Thép xanh. Khả năng là mình nghi như vậy thôi. Lưỡi này 400k nha, vân búa nha anh em. Vô cái cán 50.000 nữa, 4,5 nha. Dao này ngon. Rồi một cây của hãng Sakai. Đây, hãng nó đây. Con này 3 lớp. Lõi con này thì mình nghĩ là xanh hoặc trắng thôi. Tại con này nó ốp ốp Nashiji nha. Ốp cỏ lê này. Ốp này nếu mà cái cán này ngon lành là bán 1,1 triệu, 1,2 triệu rồi. Nhưng mà cái cán này nó bị hư rồi này. Anh em về thay cán này, cái cán này thì nó bị nứt ngay cái sừng này này. Cán zin của nó luôn ha. Đây, cán này gõ vô phát ngay ngay ở nó luôn. Cán zin của nó. Rồi lưỡi dài 16,3, bản là 4.9 nha. Con này cái lưỡi này mình bán 500.000, cái dao này mình bán 500.000. Thích về thay cán khác ha. Con này là ốp Nashiji, ốp Nashiji anh em biết rồi ha.
quả lê rất là mát ha. Rồi cái lưỡi này một cái dao này, cái dao lóc Honosuke. Honosuke lưỡi dài 14,1, bản là 3.5. Cái này anh em nào về tự làm nhé. Lưỡi đây này, thép này, cái chữ hai chữ này chữ Nhật Bản nha anh em. Hai chữ này thép Nhật Bản. Thép full carbon á. Con này full carbon nó hãng nằm đây này. Anh em về lấy mua về thì chào thêm nha. Này mình bán 200k thôi. Vẫn vốn lại cho anh em về tự làm. Chứ ra bãi mua cũng 200 nghìn nữa. 3,5. Lưỡi dài 14,1. Rồi một cây cái hiệu hiệu này hiệu như hiệu con gà. Đó. Này cũng rất là nổi tiếng của hãng Sakai nha. Con gà Sotokasa nha. Cái hãng này hơi khó đọc xíu. Đây, thép hai lớp. Cái cây đề ba này là đặc biệt là đề ba cái dáng AI nha anh em. Cái dáng này thì nó khác cái dòng đề ba kia. Con này cũng khâu sừng nha anh em. Lưỡi dài 16.5, bản là 4.5, khâu sừng này. Khâu sừng cái này đó. Cái chóp nó sao nó cũng có cái vân của cái sừng đây. Cá còn rất là đẹp, lành lặn chưa gì hết à. Cái mặt sau này còn rin luôn này, rin nguyên bản nó luôn này. Chưa mài ha, chưa đánh gì luôn ha. Đó, của nó vậy luôn á. Đây có số 2. Số 2 này có cái nào mà chắc thép xanh, thép trắng gì đó, hai gì đó. Cán này rin mình chưa đóng ra luôn nha. Rin nguyên bản nó luôn á. Chưa gõ ra luôn á. Rồi cái này mình bán 8,5 nha. Cái này thôi bớt cho 50.000 đi. Mặt sau này nó hơi còn rất là đẹp. Cái này là lấy 800 đi. Bớt 50. Rồi một cây Yanagiba. Yanagiba R13 này. 2,5 nghìn, hãng ở đây ha. Đây còn cái tem này. Lưỡi dài 19,5, bản là 2.8. Chữ khắc thủ công rất là sâu nha. Hai lớp này. Cái này mình bán 2,5 nghìn nha anh em. Mặt sau nó đen này. 2,5 nghìn nha. Rồi một cây Yanagiba. Cái này khâu sừng, lưỡi rất là dài. Lưỡi dài 23 là anh em ha. Bản là 3 nha. Khâu sừng. Hãng nó đây nè. Nhưng cái mặt này nó hơi bị rỗ xíu ha. Bị rỗ ngay đây. Với cái mặt này thì ngay đây thì không có gì. Mặt sau nữa đây anh em. Con này khâu sừng nha anh em. Khâu sừng nha. Cán mình cũng chưa gõ ra luôn nha. Đây hãng này. Mấy con khâu sừng này rất là ngon nha. Lưỡi dài 23. Mình bán 600.000 nha. Cái này 600.000. Rồi một cây đề ba thép Yasuki này. Thép này của hãng Hitachi làm nha. Hitachi thì nó làm thép xanh hoặc thép trắng hoặc thép bạc thôi. Nhưng con này không phải thép bạc này. Bạc thì nó không rỉ cơ. Con này xanh hoặc trắng gì đó. Đây nè, mặt sau nó nè. Mặt sau nó cũng có chữ nha anh em. Con này hai mặt chữ luôn. Mặt chữ trước, mặt chữ sau luôn. Cán ở đây, hãng nó vẫn còn ở trên cán luôn nè. Lột ra cho anh em xem. Của hãng Sakai gì đó. Cái này mình bán 550.000 nha. Còn rất là mới và đẹp. D3.
rồi một cây R16 này, cây Nakiri chưa sử dụng luôn. Hãng nó đây anh em à. Hãng nó đây này, hai chữ này này. Còn tem luôn này anh em. Cái này dài 16.2, bản là 4.5 à 4.6 nha. Hãng nó đây này. Còn cái tem nó có nó luôn. Thiếu cái hộp thôi. Cây Nakiri, rồi một cây Kia. Cây Kia này đặc biệt là thép ốp khung rỉ và thép khung rỉ luôn. Cái này mình nghĩ là chắc thép bạc luôn á. Ở đằng sau này không rỉ nha anh em. Mặt trước mặt sau không rỉ luôn á. Cái này không rỉ luôn này. Để ba này Kia mà thép không rỉ rất là hiếm nha. Lưỡi dài 15.1, bản là 5 nha. Cái da đây này. Trái bầu nha. Cán ở đây. Ở đây nó có cái 160. Tính vô ngay tang luôn á là con này lưỡi dài 16 ha. Nó ghi ở dưới cái cán á. Rồi một cây cây dao ba lớp. Chữ rất là nhiều, cái này mà đếm chữ tính tiền hơi nhiều á. Cái này cũng thép Hitachi luôn. Con này thì chữ quá trời luôn. Con này mình chưa đánh chưa đồ gì luôn nha. Cái lớp này là lớp rin của dao luôn. Đó, mặt sau nó đây này. Hai mặt đều vậy luôn nha. Nó hơi bị ám chút xíu này thôi, nếu mà anh em nào thích thì mình đánh cái phần này đi cũng được. Nhưng mà nó không đẹp nha, đánh cái phần này đi mất rin nó uổng. Mình thích để rin như vậy thôi. Ở đây nó cái cán nó vẫn còn cái tem nó này nè. Con này thì khâu gỗ nhưng mà nó cắn gỗ nhưng mà nó làm cái khâu ở ngay đây nữa. Cũng là khâu gỗ. Gỗ này chắc gỗ Bách Ca. Gỗ này ở dưới nó Bách Ca này, còn trên này chắc ổn định đó. Nó làm hai chốt bằng đồng nha. Ở dưới này nó cũng có chốt bằng đồng này, 4.5 nghìn nha. Lưỡi dài 16.4, à 16, bản là 4.3. Rồi một cây cây này Santoku, cây này Santoku này. Nhưng mà thép ba lớp nha anh em, được cái là thép ba lớp. Không có chữ nha anh em, nó lại không có chữ trên trên lưỡi này. Nhưng mà hãng ở đây này, hãng nó ghi đây có giấy ở hãng này, khâu rồi nhìn còn mới keng ha. Cái này mình chưa mài luôn nha, con này bán rẻ cho anh em nào về thích tự mài nha. Mình bán 250.000, lưỡi dài 16.2, bản là 4.6. cái này đặc biệt là lõi không rỉ và ốp không rỉ luôn. Nếu anh em nào thích xài hàng không rỉ thì xài con này. Con này không rỉ, ốp không rỉ, lõi không rỉ, lõi không rỉ thì VG10 hoặc là nếu mà xịn nhất là thép bạc thôi. Và một cây này nữa, cây này bán cho anh em về làm nha. Cây này cái khâu ở trong này nó bằng con đề ba lần đó, rất là dày. Ở đây là ghi giữ thép ba lớp này. Còn ở đây cái hãng nó ha. Con này rất là ngon nha, thủ công siêu siêu ngon luôn á. Ba lớp này. Cái này mình bán 350 nha nhé. Cho anh em nào về tự làm, lưỡi dài 17.6, bản là 4.5 nha. Chưa rỉ nha. Còn chữ thì rất là sâu. Ở bên này thì hơi rổ xíu thôi. Làm lại. Cái này R21 này. R21 này cây Nakiri thép thủ công luôn. Ở trong này anh em nhìn hàng thủ công là nhìn ở trong này cái là biết liền ha. Người ta làm thủ công á là thường thường ở trong này nó dày, ngoài này là mỏng. Là dao thủ công ha, còn dao công nghiệp là nó thẳng băng đường luôn á. Ở trong với ngoài nó bằng nhau. Anh em để ý mấy cái vấn đề đó.
Thép thủ công thì nó xài cái gì nó cũng ngon hơn hết á. Cái này cũng thép 3 lớp. Ở đây nó có đọc dấu búa, anh em nhìn thấy rõ không? Nó đọc nó cái dấu bi á, dấu dấu búa của nó lồi lõm á. Ở đây nè. Đây, chữ nó ra anh em ha. Này chữ đây. Cán này, cán nó chữ lỗ khủ luôn, đọc không được luôn. Quá trời chữ. Lưỡi dài 17.1, bản là 5.3. Mình bán 4.500.000 nha. Cái Nakiri thép thủ công. Con này vân búa nha. Nó có dấu búa. Dấu bi á. Dấu bi búa, còn thủ công là xài rất là ngon. Rồi một cây đề ba thép xanh này. Thép giấy xanh ha. Hãng nó đây anh em ha. Hãng nó độc thủ công rất là độc chìm mà nó độc độc đẹp cực kỳ luôn. Con này thép xanh đề ba, dày con này dày dày chắc 6 ly á, đề ba mini nha, lưỡi dài 12.2, bản là 4. Con này đi lòng đi câu cá cái đồ thì cầm theo rất là ngon luôn, cầm mấy con to, con này cá cái tầm 3 kg đổ lui là nó làm được. R22 này 600.000, đôi khi mấy con to quá nó không có sử dụng nhé, sử dụng được nhé. Rồi một cây Jitco 3 lớp. Con này thì ốp không rỉ, lõi không rỉ luôn. Con này thì chắc mình nghĩ là VG10 nha. Cán ở đây này. Lưỡi dài 16, bản là 4.4. Cán còn rất là đẹp nha. Jitco là hãng rất là nổi tiếng nha. Jitco nó sử dụng mấy cây mà có cái khâu đây này, nó sử dụng toàn thép xanh không. Mấy cái câu mà có cái khâu riêng đây, phải có khâu đùng đấy, có cái đường chỉ đùng toàn. Rồi một cây hôm nay có cái cây này, có hai cây, cây Usuba và cây đề ba nha. Cây đề ba thì thép giấy trắng hai, còn cây này thì mình nghĩ là cũng trắng hoặc xanh thôi. Đây chữ, tại ở đây nó không có ghi ha, không ghi trên trên dao nên mình không có nói tầm bậy được. Nhưng mình nghĩ là thép sẵn trắng, mình nghĩ là chắc thép trắng luôn, tại hai cái này mình mua chung, hai nào mua chung một chỗ luôn. Thì tí cái này thép sẵn, thép trắng này. Cái này thì cái Usuba bản rất là lớn to. Đây ở đằng sau nó có mặt chữ, có chữ này. Con này đặc biệt là cán bát giác khâu sừng nha, bác nhé, khâu sừng. Cái đây mình gõ ra, mình chưa vô keo lại, tí mai mình vô, ai mua mua keo ạ, đổ keo không. Cái chữ này ở sau này có chữ này, chữ này giống như cái chữ bên này thì giống chữ xanh á. Mấy con mà ở dưới cán có chữ này rất là hệ nha, rất là hiếm nha. Cái này để mình coi kích thước. Lưỡi dài 21, bản là 5.1 nha. Usuba. Usuba cái đầu cọc này là nó cái đầu mà hơi nhọn nhọn này là nó mắc hơn cái đầu kia xíu nha. Cái giá thành là mắc hơn cái loại mà cái đầu bằng á. Cái đầu vuông á. Đầu vuông lên á là nó loại đó rẻ hơn loại này. Loại mắc hơn nha. Cái này mình bán 1 triệu 7 nha anh em. Bán với giá là 1 triệu 7. Đó, vân nó rất là đẹp nha, vân dân mai, nó vân vân dân mai rất là đẹp nha. Rồi cái này 1 triệu 7, bát giác khâu sừng nha. Rồi cây này cũng vậy luôn. Nhưng mà cây này nó có thép xanh ở thép trắng hai ở dưới cái lưỡi này nha. Dưới cái tang này, dưới cái tang này anh em nhìn này. Đây này, trắng hai này ha, đây dưới trắng số 2 nha. Cái này thì cái này rin của nó luôn này, cán khâu của nó luôn này,
anh em nhìn cái miếng này nó dính không, đóng ra nó dính nè, ở đây nó còn hở ra miếng này, cán rin nguyên bản của nó, ở dưới cán nó vẫn có chữ nha, ở dưới cán nó cũng có chữ luôn. Con này cái cán này thì mình chưa đánh lại, mình để rin nguyên bản nó vậy. Ở đây nó có bị dán gặm một lỗ hai lỗ ha, hai ba lỗ gì đó, thích thì mình đổ keo lại thôi. Con này rất là đẹp, vân nó nè, con này thép trắng hai, mặt sau nó chưa rỗ đâu nha, mặt sau nó chỉ bị ám ám lên tí thôi, còn rất là đẹp. Rồi cái này mình bán 1,6 triệu nha, lưỡi dài 20.5, lưỡi dài 21 á, bản là 5.6 nha, rất là to. Rồi một cây Masamoto, cây này cây Gyuto Masamoto còn rất là bự, đây này, hai mặt chữ nha. Cái này thì mình không có làm, lượm bãi về giờ mình để vậy mình bán luôn. Cái này còn rất là đẹp, chưa rỗ nha, chưa rỉ gì mấy luôn á, còn rất là đẹp luôn á, mặt trước ngoài sau còn rất là đẹp. Cái này thì nó có bị ở cái cán này, cán này nó hở xíu này, anh em về lấy ở tô ép lại, đổ keo lại nha. Cái này mình bán với giá là 700, lưỡi dài 27.3, bản là 5.3 nha, lưỡi dài 27.3 rất là bự nha. Rồi cái đó 700.000 Masamoto, mấy cái đó là ít gặp lắm, thường to như vậy nó ít gặp lắm. Cây Mizuno thép Thụy Điển, ở đây nó có chữ nha, có số, có số ngay khâu ha, ví dụ như nó làm mấy trăm cây đó thì nó có cái số này, số thứ tự của nó hoặc là cái mã của nó. Đây lưỡi dài 20.5, bản là 3.4. cây này Sujihiki, cái người ta sử dụng hay làm sashimi rồi đó. Rồi cuối cùng là cây R28 này, 400k, lưỡi dài 16.3, bản là 5.3. cái này thủ công ha, rất là dày nha, cái này tầm hơn 4 ly ha, hơn 4 ly tí, ra ngoài này còn 1 ly à, rất là mỏng, thủ công, thép không rỉ nha, còn rất là đẹp. Ý, cái ốp này rỉ nha, còn cái lõi là lõi cũng rỉ luôn. Con này thủ công, tại vì cái khâu này rất là dày, dày như mấy con đề ba luôn á. Lưỡi dài 16.3, 400.000 nha anh em, hãng ở đây nè, hãng như như của anh em nhìn hãng này quen quen, thấy chữ này quen quen, giống như cây Arichugu R29 này, 250.000 nhìn nha. Cái này viên đá, viên đá này độ mịn từ 3.000 đổ lên nha, mình đoán độ mịn nó tầm tại vì cái độ mịn của cái đá này nó khác, mỗi đá nó khác nhau nha. Viên này tầm 4.000 hoặc 5.000 gì đó, 3.000 thì không có đâu, 3.000 nó không được như vậy. 250.000 nha, viên đá này 250, dài cái này 18, cái bản này để coi để mình đo lại, dài cái viên đá này dài dài 16, dài 15.7, bản là 5.3 nha. Viên đá này mình bán 250.000, đá này xài rất là ngon, tách vân đẹp lắm. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở clip kế tiếp nha.